Kỷ nguyên hải tặc, game One Piece chuẩn nguyên tắc, cam kết tính năng độc quyền, update không hồi kết, tải game ngay, kỷnguyênhảitac.com. Top 7 trái ác quỷ được tiến sĩ Vegapunk tái tạo. Xin chào 500 anh em của băng hải tặc Sam Soi. Ở những chap mới nhất, Vegapunk đã khiến các fan hâm mộ một phen ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa khi tiết lộ. Nếu cho ông thời gian dư giả, ông có thể tái tạo lại các loại trái ác quỷ. Chỉ là từng hệ trái ác quỷ sẽ có mức độ khó dễ khác nhau mà thôi. Trong đó trái hệ Paramecia là dễ nhất khi ông chỉ việc chiết một chút máu có chứa nhân tố di truyền của kẻ sở hữu năng lực được ông gọi là lục huyết. Trái Doan Thần Thoại thì cần nhiều thời gian, còn hệ Loza thì là khó nhất. Tuy nhiên, trong bộ sưu tập trái ác quỷ nhân tạo của mình, Vegapunk đã có đủ các thể loại. Đa số chúng đều được ông sử dụng cho các Parifista từ thời kỳ đầu đến phiên bản mới nhất. Vậy độ bá đạo của những trái ác quỷ tái tạo này kinh khủng cỡ nào và những kẻ nào đang sở hữu chúng? Hãy cùng Sam Soi tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Vào ngay chương trình thôi nào! Một trái Pika Pika Nomi Pacifista. Mở đầu cho danh sách của chúng ta ngày hôm nay là một trái ác quỷ mang sức mạnh cực kỳ ghê gớm mà bản gốc của nó đang được sở hữu bởi một trong ba vị đô đốc của hải quân và không gì khác là trái Pika Pika của khỉ vàng Kizaru. Thực tế, trái ánh sáng khi được Bosalino sử dụng có rất nhiều năng lực bá đạo giúp hắn sở hữu tốc độ khủng khiếp, bắn ra những tia sáng hủy diệt, đặc biệt như bao trái hệ lô da khác là khả năng thay đổi trạng thái vật lý của cơ thể. Nhưng khi được cấy vào trong Pacifista đời đầu, nó chỉ có công dụng duy nhất là bắn tia laser có sức hủy diệt cao mà thôi. Dù chỉ có mỗi công dụng vậy, nhưng đừng vì thế mà coi thường thực lực của những cỗ máy này nhé. Còn nhớ lần đầu được sử dụng tia laser, các Parifista đã bón hành liên tọi cho các siêu tân tinh. Ngay cả băng mũ rơm cũng phải vận hơn 100% công lực mới hạ được một con. Bên cạnh cơ thể rắn chắc, khó bị xuyên phá từ bên ngoài, thì những đòn tấn công bằng tia sáng thực sự là nỗi ác mộng khiến cho bao kẻ chẳng may đối đầu, không bị thương nặng thì cũng xin là xin vĩnh biệt cụ. Đến một kẻ sở hữu năng lực Doan cổ đại có cho mình khả năng phòng ngự được đánh giá rất cao như X-Drake cũng bị những tia laser này bắn cho bị thương trầm trọng. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho uy lực của sức mạnh này. Như đã được đề cập trong chap 1070, giáo sư Vegapunk cũng đã nói để tái tạo được trái ác quỷ hệ Loza là cực kỳ khó khăn. Đây có thể là lý do khiến ông chỉ có thể cấy ghép một phần năng lực là bắn tia laser cho các Pacifista đời đầu của mình. Nếu có thêm thông tin, thời gian, tiền bạc, liệu vị bác học vĩ đại này có thể tái tạo hoàn hảo một trái ác quỷ hệ tự nhiên thì không biết sẽ như thế nào nữa nhở? Có thể một tiểu đoàn trái Pika Pika hay trái Magu Magu sẽ xuất hiện, đánh dấu lợi thế toàn tập cho chính phủ và hải quân trong công cuộc dẹp loạn cướp biển và đặt dấu chấm hết cho thời đại hải tặc. 2. Trái Inu Inu Nomi Model Duction, khẩu pháo Lasu. Dù đã xuất hiện từ rất lâu rồi, nhưng ấn tượng về một đồ vật sở hữu năng lực trái ác quỷ vẫn là một thứ gì đó quá ấn tượng với cộng đồng fan One Piece. Chính nhờ những thành tựu đó đã giúp cái tên Vegapunk bắt đầu xuất hiện trong tâm trí bạn đọc. Mở đầu cho những sinh vật kỳ lạ đó là chú chó Lasu, khẩu đại bác được cấy trái Inu Inu Nomi. Nói đến các trái hệ Doan là nói đến một loại trái ban cho kẻ ăn nó năng lực biến đổi cơ thể thành sinh vật và sở hữu toàn bộ sức mạnh của giống loài đó. Khi bắt tay vào nghiên cứu đặc tính của trái ác quỷ và cách nó truyền vào cơ thể người, Vegapunk đã tạo nên những sinh vật mới mẻ này từ những đồ vật vô tri vô giác. Nhưng không hiểu sao Lasu lại rơi vào tay một tên săn hải tặc như Mr. 4 nhở? Phải chăng lý do là vì chú chó này bị cảm cúm kinh niên khiến nó không thể kiềm chế được những cú bắn gây ra hư hại, tổn thất quá nhiều? Cũng có thể lắm chứ nhở? Nhưng mình lại nghĩ đến việc trái Inu Inu này cấy vào khẩu súng nhưng lại không thể khiến nó biến đổi linh hoạt ba trạng thái được. Với một người luôn đặt nặng hai chữ hoàn hảo như Vegapunk thì đây chắc chắn là một thất bại mà ông muốn vứt bỏ. Trận chiến của Usopp Chopper với cặp đôi Mr. 4 và Miss Merry Christmas đã cho thấy sự hạn chế quá lớn này của Lasun. Có thể nói, sức mạnh quan trọng của trái Doan thay đổi trạng thái giúp nó có thêm nhiều phương án chiến đấu. Nhưng Lasun có phần thụ động vì cơ thể chưa biến đổi hết của mình, từ đó biến thành một cục tạ cho chủ nhân nếu bị phát hiện. Rút kinh nghiệm từ sản phẩm đầu tay, Vegapunk đã cho ra một món vũ khí cấy trái ác quỷ chạm mức hoàn hảo và đang được sử dụng bởi một kẻ có chức vụ trong tổ chức thuộc chính phủ thế giới. 3. Trái Zou Zou Nomi. Sản phẩm tuyệt hảo đó chính xác là thanh phăng phít được kế trái Zou Zou Nomi hiện đang được sử dụng bởi tên Spandam. Kế thừa những tinh túy từ thí nghiệm trước, đồng thời bổ sung yếu tố biến đổi linh hoạt các trạng thái, Vegapunk đã thành công tạo ra một bảo kiếm
có khả năng biến đổi thành một chú voi với sức mạnh đáng sợ hơn nhiều lần. Nếu anh em nào nhớ quên thì để mình nhắc lại về sự bá con nhà bà đạo của thanh kiếm này nhá. Nhưng khoan, nói đến đây thì nhiều anh em lại chê, bảo Phang Phít thì mạnh gì đâu. Một quật của Frankie là thẳng cẳng đo sàn, co rúm lại luôn. Nhưng mà chúng ta cần có cái nhìn công tâm hơn. Ai cũng biết loài voi sở hữu sức mạnh vật lý rất lớn, nay nó lại còn sở hữu một cái vòi to, khỏe, sắc bén thì sao nữa nhở? Chắc chắn mỗi cú bổ xuống là một đòn tê tái toàn thân. Ai cũng biết kiếm là một vũ khí tầm gần, nhưng đối với thanh tượng kiếm thì khoảng cách chỉ là những con số. Khi Robin đang định bỏ chạy, Spandam thay vì đuổi theo thì hắn đã sử dụng Phang Phít tấn công ngay từ phía sau chị đẹp, khiến cô bị khống chế tức thì. Nếu lúc này hắn dùng súng thì hoàn toàn có thể hạ đẹp Robin trong một nốt nhạc, nhưng hoàn toàn có thể gây tổn hại đến tính mạng cô. Với tượng kiếm trong tay, Spandam có thể chủ động hạn chế tối đa tổn thất gây ra mà vẫn ngăn chặn nhà khảo cổ bỏ trốn. Dĩ nhiên, vũ khí có mạnh hay không, một phần cũng phải nhờ người dùng. Một kẻ đến chỉ số sức mạnh còn thua một hải quân tập sự như Spandam, có được một bảo kiếm như Phang Phít cũng chỉ để múa qua lại phô trương sức mạnh thôi, chứ không thể show hết khả năng của nó. Thật đáng tiếc cho một sản phẩm tuyệt vời của Vegapunk. 4. Sui Sui Nomi. Trái ác quỷ tiếp theo mà Vegapunk can chôn xê được là của một tù nhân ở nhà ngục Impel Down. Và kẻ đó cũng là người anh em với câu chuyện tình đẫm nước mắt của Frankie. Nhân vật mà tôi đang nhắc đến chính là Senoping và trái ác quỷ Sui Sui Nomi của anh ta. Nào, cùng lật lại quá khứ, trái ác quỷ Paramecia này có thể ban cho người sở hữu khả năng bơi lội trên mọi địa hình, đồng thời có thể tận dụng để kéo chân kẻ địch xuống ngủ với Jun mà không cần đào đất. Mình nghĩ lý do quan trọng nhất để vị tiến sĩ vĩ đại chọn trái ác quỷ cho các Seraphim là độ tương thích giữa vật chủ và năng lực. Không gì phù hợp hơn cho một con cá sở hữu khả năng bơi lội trên mọi vật chất phải không nào? S-Shark là Seraphim bắt nguồn từ cựu thất Vũ Hải, kiêm tân thuyền viên băng mũ rơm Jinbei. Ai cũng biết ông cá béo sở hữu kỹ năng chiến đấu cực đỉnh với ngón võ karate người cá. Nhưng ông cũng thừa nhận kỹ năng chiến đấu trên cạn của mình có phần hạn chế vì sở dĩ món võ mà ông dùng là tận dụng nước. Chính vì thế mà Vegapunk đã chiết lục huyết của Sinoping tái tạo trái Sui Sui cho S-Shark nhằm giảm đi sự hạn chế này của phiên bản gốc. Trong trận chiến đang diễn ra, ta có thể thấy S-Shark đang tận dụng tối đa sức mạnh của Jinbei và năng lực trái ác quỷ tốt thế nào. Trong lần đối đầu với băng mũ rơm, con Seraphim này đã sử dụng năng lực bơi cộng với tốc độ di chuyển dưới nước của người cá, vừa để tiếp cận đối thủ nhanh chóng, vừa để tạo ra những đòn tấn công bất ngờ. Đặc biệt, nếu để ý có một khung ảnh, nó đã lấy một phần gì đó như nước bị tung té khi đang ngoi lên. Nếu lúc ấy Usopp không kịp dùng Skull Exploding Grass để tấn công thì có lẽ nó sẽ dùng chiêu ám thủy và khi đó Robin sẽ gặp nguy hiểm. Bên cạnh đó, S-Shark còn có thể điều khiển mặt đất thành dạng sóng tương tự như đòn tấn công của Morley vậy. Dường như Jinbei phiên bản 2.0 đã biết tối ưu hóa năng lực được ban cho, thậm chí còn vượt trội hơn cả bản gốc. Quả thực, Vegapunk trao cho những Seraphim danh hiệu nhân loại mạnh nhất không hề sai. Bên cạnh S-Shark còn nhiều Seraphim khác nữa, và hai trong số đó đã thể hiện năng lực ác quỷ của mình. 5. Mero Mero Nomi. Khi nhắc đến nữ hoàng hải của tộc nữ chiến binh Kuja, Boa Hancock, bên cạnh vẻ đẹp tuyệt đỉnh thì trái ác quỷ Mero Mero cũng là một phần giúp cô nàng này trở thành tâm điểm. Để hàng phách cao cấp được giống với hàng Ryu, Dr. Vegapunk cũng tái tạo trái Mero Mero cho Seraphim S rắn. Ở chapter 1059, tiểu Boa đã xuất hiện, nhưng cô nàng chỉ sử dụng sức mạnh bắn laser như một Pacifista thông thường khác. Nhưng khi đến sự kiện đang diễn ra ở Egghead, S-Rắn đã sâu hết sức mạnh của mình với năng lực hóa đá, tương tự như bản chính thức của mình. Điều kiện tiên quyết để phát động công năng của trái Mero là vẻ đẹp nghiêng thành đổ nước của người sở hữu. Và dĩ nhiên, bản photo thì cũng phải y đúc bản gốc. S-Rắn được hai người em của Boa nhận xét có vẻ ngoài không khác gì rắn chúa khi còn trẻ cả. Nhìn nữ hoàng hải tặc xinh đẹp mỹ miều thế này thì chắc chắn khi còn nhỏ cô cũng cực kỳ xinh xắn đáng yêu, từ đó phát huy được khả năng của trái Mero Mero một cách dễ dàng. Đấy, ngay cả mấy anh lính hải quân cũng u mê trước vẻ đẹp ngọt ngào này mà bị dính đòn Mero Mero mê lâu rồi hóa đá cứng ngắc vậy mà. Theo mình nghĩ, trái Mero của Seraphim S rắn đã được tái tạo một cách hoàn hảo như mong muốn của Dr. Vegapunk. Bởi lẽ với sự cầu toàn đến ám ảnh của mình, một khi ông đã đồng ý cho tác phẩm được coi là nhân loại mạnh nhất như vậy ăn thì chắc chắn nó không phải là phiên bản lỗi hay là nửa mùa như trái Joan Smile của Cesar được. Vẫn chưa rõ phiên bản tái tạo này liệu có hạn chế gì không, nhưng riêng khoản Cute Phô Mai Que với tính dễ gần của S rắn có phần nhỉnh hơn xà chúa. Anh em thích phiên bản nào của nữ hoàng Boa hơn nhở? Nhớ comment xuống bên dưới nha. 6. Nikiu Nikiu Nomi.
thêm một trái ác quỷ nữa cho Seraphim được Dr. Vegapunk tái tạo theo cơ chế chủ nào trái nấy, và đó chính là Kuma và trái ác quỷ Nikiu Nikiu no Mi. Tương tự như trái Mero Mero của S rắn, trong trận chiến đang diễn ra tại Egghead, Kuma phiên bản tộc Luna Lunarian đã sử dụng một kỹ năng bá đạo của trái Nikiu Nikiu, đó là Osus Shock, một đòn tấn công đi kèm một luồng sóng xung kích cực mạnh có thể san phẳng bất cứ thứ gì trên đường đi của nó. Bên cạnh đó, khi bị các Vegapunk yêu cầu hoàn trả S gấu, còn mình thì chim cút, Rob Lucy đã quyết định sử dụng năng lực của con Seraphim kia để xâm nhập lên đảo. Rất có thể, thứ năng lực mà con báo đời báo đốm kia nhắc đến chính là chiêu dịch chuyển tức thời mà Kuma từng dùng để phân tách bằng mũ rơm. Trái đệm thịt nghe thì có vẻ êm ái, nhưng khả năng của nó có thể khiến bất cứ kẻ nào khóc ròng nếu phải giáp mặt. Có thể nói, kẻ nào sở hữu sức mạnh này hoàn toàn có thể trở thành những cỗ máy chết chóc, chiến không biết mệt là gì bằng cách sử dụng kỹ năng đẩy hết đau đớn mệt mỏi ra bên ngoài. Nhiều fan cho rằng nếu thực sự có thể áp dụng nó cho bản thân mình như vậy thì ai đấu lại cho được. Cơ sở để khẳng định Nikiu Nikiu có thể áp dụng cho chính người dùng là trong chapter 1068. Kuma đã tự đánh mình bay tới tận cổng đỏ, chân xích tuyến. Với sức năng lực hoàn hảo bê nguyên từ bản gốc sang, năng lực đệm thịt của S gấu chắc chắn là một món vũ khí cực kỳ đáng sợ. 7. Uo Uo no Mi Model Seryu. Trái ác quỷ được xếp vào hạng hiếm của hiếm, được lấy từ kẻ được xưng tụng là sinh vật mạnh nhất thế giới nhưng bị chính cha đẻ chối bỏ vì một lý do hết sức ối rồi ôi, màu sắc lệch với bản gốc. Nhưng xem đi xem lại thì màu hồng cũng cute mà đúng không? Nhất là khi ở dạng lươn con. Nói đến đây là anh em biết tôi đang nói đến trái ác quỷ nào rồi đúng không nào? Và nó chính xác là Uo Uo no Mi Model Thanh Long hiện đang trong tay của Momonosuke. Trái ác quỷ nhân tạo này được tạo ra từ khi Pang Hazard vẫn là khu nghiên cứu trực thuộc chính phủ. Ở đây, nhờ những lần vào tù ra tội của Kaido mà Vegapunk đã rút được ít huyết của ông và lấy được nhân tố di truyền, nhờ đó tái tạo nên trái ác quỷ mà sau này rơi tọt vào dạ dày của thằng Dâm Long. Về công dụng thì trái Uo Uo của Kaido có gì thì trái của Momo có thế đấy, chỉ khác mỗi màu sắc mà thôi. Từ đó dễ dàng thấy được tiềm năng sức mạnh cực lớn đang được tướng quân của Wano sở hữu xuất phát từ phiên bản copy 99% này. Trong trận chiến tại Onigashima, sức mạnh của Momo sau khi được Shinobu đưa về hình thái đúng với tuổi là đáng gờm vô cùng. Ở trạng thái rồng, Momo có thể bay lượn, tạo hỏa vân mặc dù mới chỉ biết cách sử dụng sức mạnh này trong khoảng thời gian ngắn. Hãy tưởng tượng nếu Dâm Long được chỉ dẫn bởi những người có kinh nghiệm như Yamato, người cũng đang sở hữu một trái doan thần thoại, tân Shogun của Wano sẽ còn tiến xa đến đâu nữa. Những đòn như Hoại Phong, Nhiệt Tức hay Bật Mốt, Hỏa Long Đại Đuốc, vân vân và mây mây, những chiêu khác của Kaido, cậu nhóc rồi cũng sẽ có. Khi đó Momo sẽ là một đồng minh đáng tin cậy của Luffy trong trận chiến cuối cùng. Chắc chắn khi ấy Vegapunk sẽ phải tự hào về sản phẩm lỗi màu của mình. Trên đây là danh sách những trái ác quỷ nhân tạo do nhà bác học đại tài Vegapunk tự tay phát triển. Nói chung nếu không xét đến yêu cầu hoàn hảo sao y bản gốc thì tất cả chúng đều là những sản phẩm tuyệt vời. Dù là người ăn hay cấy ghép vào máy móc hoặc đồ vật thì sức mạnh của chúng đều được nâng cấp đáng kể, khiến bất cứ kẻ nào chạm mặt đều phải e dè. Anh em ấn tượng với trái ác quỷ nào nhất, nhớ chia sẻ bên dưới để cùng bàn luận nhé. Sau đây là góc comment. Mở đầu là câu hỏi của bạn Thị Hòa Võ. Cho em lên TV với, em đăng ký kênh rồi. Cho em hỏi, Luffy với Kaido hiện tại ai thắng ạ? Manga đã có kết quả rồi mà em, Luffy thắng nhá. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Nhật Thái Official. Anh nghĩ Vegapunk có trở thành thành viên băng mũ rơm luôn không anh? Mong anh cho em lên TV. Anh nghĩ là không đâu, thay vào đó Vegapunk sẽ đến với quân cách mạng thì hợp lý hơn. Và cuối cùng là câu hỏi của bạn NPT Gaming. Xem đầu bình luận anh ơi, cho em lên TV với, anh xăm soi đẹp trai ơi. Bình luận mãi không được lên chán quá, hu hu. Được rồi, thỏa mãn yêu cầu rồi nhá.